Vâng. Em xin phép nhé, em chào anh nhé, em cảm ơn nhé. Vâng. Bây giờ chị. Chào cả nhà nhé. Em xin kính chào tất cả các bác. Vẫn đang buồn ngủ các bạn. Sáng nay lại có chuyến dậy sớm. Đấy, bây giờ đã là đây để em quay. 5 giờ 45 rồi. 5 giờ 46 rồi. Đấy, là em có chuyến đi Thái Bình mua xe các bạn. Nên bác Cường với anh Mịch là lại bận mất rồi, thế là em đi một mình. Bây giờ em sẽ di chuyển ra bến xe và bắt xe khách đi xuống thành phố Thái Bình các bác nhá. Buổi sáng sớm thành phố Thái Nguyên này các bác. Đấy, đường vắng tanh. Rất thoáng luôn. Em di chuyển đến cổng bến xe rồi các bạn. Bên trái này là có sau cây xăng, là bến cạnh cây xăng là bến xe buýt nhé. Đấy, còn vào đây là vào bến xe khách này. Em sẽ cho xe vào trong bến này rồi chiều về em sẽ lấy xe sau các bạn. Vào bến là mình chỉ cần ấn cái nút đỏ này thôi, lấy thẻ. Khi nào ra là mình trả ở cổng bên kia các bạn. Đây, không biết để xe đâu đây. Em đậu bên này đi. Bên này nhiều xe đậu này. Em đậu đây, em vào tìm xe khách đã các bác nhá. Ok. Đấy, bên xe thành phố đây. Buổi sáng vắng tanh các bạn. Xe Thái Bình bình thường thẳng cái đoạn giữa này sang này. Đây, ra vừa kịp xe các bạn này, bắt đầu đi nhá. Di chuyển Thái Bình. Đây, em vừa đến nơi rồi các bạn. Bắt chủ xe đây. Hôm nay chẳng nhẽ là hai anh em đi nhưng mà ông kia lại đi Huế, đi ăn cỗ gì ấy. Thế là em lại bắt xe khách xuống hôm qua. Đêm tối mới bảo nhau. Em xin phép em xem xe nhé. Đấy, kính này các bác. Morning màu đỏ. Con này nó tiết kiệm thì thôi rồi. Đây này, mức tiêu thụ nhiên liệu này. Nhìn sau đây. Đăng kiểm của đến 2026 nhé. 2026. Tính lái đi. Đấy, con này là không dịch vụ taxi nha các bác nhé. Tìm con xe này hơi hiếm. Mỗi ngày xưa mua một con ở Hải Dương thôi. Là không taxi thôi. Này của em còn mua từ đầu. Còn xe này bình thường là 99% taxi. Em mới mua được cái con ở Hải Dương màu xanh xanh ấy. Là cũng không taxi. Vâng. Cửa đây các bác. Bình thường là taxi ở đây nó mòn hết, nhìn thấy luôn. Nhà đi nên là. Anh ở cũng 91 à? Thế hai anh em mình cùng tuổi. Đây, hàng ghế sau đây các bạn. Có anh Minh là anh hay liên hệ với anh Cường ở trên đấy. Dạ vâng. Có anh Cường nhưng mà đi Huế ăn cỗ. Đặt vé rồi xong là xuống đây sợ muộn. Đây, keo chỉ đây các bác. Đây là nước. Ok. Xem phần dưới nữa. Nó phụ này, mới tinh. Đấy, morning là số khung ở đây nha các bạn nhé. Đấy,
Vâng, anh cứ để em ngó qua tí. Anh Minh, anh cũng lắp camera à, anh? Dạ vâng. Trước em cũng làm camera đây. À, thế à? Cũng lắp từ năm 20 mấy ấy, xong là đến 2021 mới bỏ. Bây ở nhà vẫn vẫn làm. Nhưng lại cho ông khác đi. Ngày xưa còn ít người, dạo này bây giờ đông lắm. Đây các cái phím bấm đây. Bình thường là đi nhiều là nó mòn hết luôn. Chân phanh này thôi. Lên trên xem một ô đồ này. Bốn vạn sáu các bạn. Phím này bị vỡ tí về thay không thay được cái nút chip. Con này bản thiếu nhé, không có túi khí các bạn. Đây, cái lần này. Cuộc đời 2019 số sàn. Chân nỉ. Đây đằng sau vẫn còn những cái giấy này, giấy bóng là chưa 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 bóc luôn. Đây cả cột nữa này. Lên màn hình rồi. Căng luôn. Xem phần máy nha các bác nhé. Cabo đây. Đấy. Cabo này không có gì cả. Vẫn zin luôn. Chữ Kia này, logo này. Đấy. Vâng, em nhìn còn mới lắm. Chưa hạ nó từ ngày mua. Đây máy còn zin răng cò đấy các bác nhé. Đấy, khô ráo này. Chuột thích xe sao mà con xe nào cũng có chuột vào đây. Bỏ cái trống chuột các thứ đều không được. Không có dùng loại gì được. Còn là mỗi xuất sát tí bên ngoài thôi. Lốp đi. Vâng. Nó vẫn theo xe này các bạn. Nhưng mà lốp này hơi kém thôi. Lốp sau. Lúc này cũng 19 này. Ai xời. Nó vẫn theo xe. Nhờ nó lâu ngày rồi nó nứt hết ra này. Đấy, đầu này. Chỉ là cái vỏ thôi. Không, này xước tí với các bạn.
cửa. Nói chung là về là phải vẫn phải sơn tỉa. Đấy. Mon Anh thuộc đề 2019 các bác nhé. Vì ốt là quốc dân rồi mà. Đấy, 30 lên đời con này các bạn. Đang hẹn là 5 năm nữa bán lại cho đây. Nó ra tập phê đi sướng. Gầm cao. Nói chung con này thì đẹp, mỗi tội xước sát với lại cái lốp thôi các bạn. Đấy, 4 lốp. Đi mấy năm mà xước sát là phải có nhỉ. Không xước sát thì có. Thực sự anh là xe nào đi nó chẳng. Không xước sát thì chỉ có phủ bạt. Chỉ có cái mức độ tuyệt đối. Nào. Đâm va thì không không có. Không có. Con này là đầu đít kính zin hết. Con nó chơi xong rồi nó đâm nó kẻ đây này. Thì đấy. Ừ, con trẻ con nó chạy kẻ đây này. Sao mà tránh được. Nhặt bố viên gạch ở kia nó đi vào nó kẻ phát. Nó để xe đạp cái mũi bên trong cái kia. Đấy xong nó văng ra. Ra đấy. Hai cái xe nó bắt đầu là nó quẹt vào. Không. Ốm à? Mùa này thay đổi thời tiết. Vâng. Vâng, em cảm ơn. Vâng. Alo. Em vừa đến rồi. Xem rồi, đang ngồi nhà anh ấy đây, đang xem cái giấy. Rồi. Hai mười chín. Đây anh mua từ mới nhỉ, đăng ký 2019 luôn. Được, trước là anh mua trả thẳng luôn à, có trả góp không anh? Trước thì có nhưng mà sau rồi trả hết. Trả hết thì lại phải cần cho em cái giấy giải chấp ấy, họ cho cái giấy đấy. Thì về em mới rút được hồ sơ. Có. À, đấy thế anh cho em cái giấy đấy. Đúng rồi, cái giấy này. Bình thường là nó xóa online các thứ nhưng mà công an họ vẫn đòi giấy này thì mới sang được tên. Dạ vâng, đấy. Thế như này là ok rồi. Giấy này. Xe như mình ngon muốn thì nhà em đi. Chất là đi lại cũng toàn loanh quanh ở thành phố. Này về quê. Vâng. Quê anh ở tận đâu anh? Em ở Diên Điền. Vâng. Cũng gần nhỉ. Chưa thấy phạt gì. À, ít đi xa này không hay bị phạt nguội. Không, em chưa bị phạt nguội bao giờ. Em bị mấy lần đấy. Toàn đi quá tốc độ chỗ 50 đi à. Đi quá. Lần Thái Nguyên. Chưa có vết gì cả. Vâng. Lại cứ yên tâm. Chỗ anh Minh anh bảo đây, anh Cường là chỗ quen nên là cái gì như nào là chia sẻ thật luôn. Hôm qua anh bảo là có người về để xem xe. Vâng. Thì em bán. Hôm qua, anh Cường mới gửi số để em xuống đây là em có cả số anh đấy, là em lại gọi cho anh Minh trước. Lúc 10 giờ, lúc chuẩn bị xem đá bóng mới gọi. Vâng, đúng rồi, sáng. Và anh bảo cứ xuống đi, anh em nhà thôi. Vâng, chất là muốn bán cho quen biết để ấy, vì xe nó cũng là xe tốt, để em vâng. Đi là cũng giữ gìn, sự là em giữ gìn mà bảo dưỡng cái nhất nào vẫn đầy đủ hết.
chủ yếu là nó muốn đổi xe thôi. Vâng. Anh mua vĩ ốt rồi lại chị đi con gì nữa nhỉ anh? Phải số tự động đi hợp lý. Em đổi Toyota. Vâng. Xe thì em lúc nãy em xem qua rồi, nói chung là anh tả là cũng chuẩn mỗi cái. Vẫn có điểm xấu tí là cái sơn thì anh nói rồi, nhưng mà cái lốp nó hơi kém. Thì lốp ấy thực chất là báo anh là nó đi thời gian thì nó cũng về đôi, chứ nói chung là nó cũng không kể. Cho anh xem thì không là, nếu mà được thì anh em mình được. Bớt thì em không xin bác bớt, bác lộc cho em thế nào để em đằng nào em vẫn phải mua em về. Nếu mà được thì em bớt cho bác 1 triệu để bác sang xe đi về. Em muốn về em rút cái hồ sơ để... À để anh định danh cái biển không? Thế về là em tiến hành em rút luôn. Cứ rút là cái biển này mặc định là về anh rồi mà. Thế em có phải ghi ta giấy tờ gì không? Nếu mà có em làm dịch vụ mà có người có sẽ mang đến tận nhà đăng ký, hoặc là họ làm được thì họ không vào. Không được như thế. Anh cứ xem đúng cái hồ sơ xe là mình ký. Vâng. Không ký ok khác là được. Vâng. Vì là em muốn là cái đấy xử lý có nhanh không anh? Này lễ chắc phải sang tuần sau, nếu mà nhanh thì tuần sau được. Thì mai là thứ 6 đúng không? Thứ 7 chủ nhật họ nghỉ. Thứ 7 chủ nhật họ nghỉ. Thì nếu mà tầm thứ 2, thứ 3 có được không? Thì về là em sẽ gửi xuống luôn. Thì do bây giờ do cơ quan công an họ làm. Vâng. Nếu mà gửi đi là gửi về phòng cảnh sát giao thông ở đây à? Vâng. Lại nói chung em làm dịch vụ thôi. Dạ vâng. Vâng. Chỉ gửi cho xuống đây. Vâng. Cũng làm dịch vụ nhanh hơn. À, thế vâng. Thì vì là em muốn là thì vì là tuần sau là em lấy xe rồi. Vâng. Nên là có anh đúng rồi, có anh giúp em hồ sơ cho nó ấy, nhưng mà nó không kịp thì em vẫn trên này vẫn lấy xe bình thường thôi. Lấy mình vẫn bấm em rút xong là em sẽ báo anh, nếu mà em rút được hồ sơ gốc ấy. Vâng. Lúc đấy là mặc định là của anh rồi mà định danh cái biển. Vâng. Tí anh cho em xin cái ảnh căn cước của anh chị ấy, với cái giấy kết hôn. Vâng. Thôi em lấy cái căn cước. Không phải photo hay là... Không, em cần ảnh ấy. Bây giờ photo mà ra không được. Em mượn em chụp cái ảnh. Ở đây có... Đấy, có ảnh anh chuyển sang cho em được. Đây rồi, để anh gửi. Trong bác gửi cả cái số tài khoản luôn, em bảo anh Cường anh chuyển. Số của anh là số Zalo đấy ạ. Vâng, đúng số nãy luôn. Trước khi đi bác Cường nhé, bác có hỏi kỹ, có hỏi phải hỏi lại mấy lần để chắc không là mất công đi anh bảo. Không, em rồi hôm trước là anh cũng bảo anh đang ở Hưng Yên anh về luôn. Vâng. Nhưng mà hôm đấy là em lại đi học nhưng mà em không có ở nhà. Vâng. Nên là hôm đấy em chưa có xe đi hết nên là em bảo anh để sang tuần báo các anh. Vâng. Ok, đem chuyển sang Bắc Cường luôn. Con này mua bằng giá năm ngoái năm kia đấy. Cơ bản là thích cái xe nó không taxi. Con lên tầng không nằm. Đi lên mắt rồi đâu. Đi lên tầng lạnh nổ tay ốc lên rồi. Mẹ đem đi. Nóng lắm, uống thuốc chưa? Cái này mới đăng kiểm xong.
đăng kiểm đến 2026. Vâng, 2026. Đấy, băng băng là sau mua được hưởng. Vâng. Anh uống đâu đi? Vâng, em uống rồi. Thế là anh Bồ nó quê ở đâu? Em Lạng Sơn. Lạng Sơn à? Lạng Sơn. Cũng xa. Từ Thái Nguyên lên 80 cây ở đầu bên dưới này thôi. Hôm trước em vừa về về quê để lên lại lên trên thành phố mua. Em xuống Thái Nguyên từ 2010. Đợt mấy vâng. Ở Thái Nguyên được mười mấy năm rồi. À, có cái bảo hiểm đấy thì là đến tháng 10. Vâng. Bảo hiểm này ông nào đi ông ấy mua thôi. Vâng, cái đấy thì nó có mấy trăm. Vâng. À còn còn mấy chìa nhỉ, đúng rồi. Xong là xem có cái bộ ấy, bộ về đấy. Cái bộ vàng vàng trắng đấy. Vàng á? Ừ, với lại cái à. Tắp lô trên đấy. Cho ai đi luôn, để làm gì đâu. Mấy cái đấy chắc về em bỏ, em không để. Cứ để xe nó về về như thế cho nó đẹp. Chứ anh em mua xong rồi em cứ bắt đấy em cứ dùng được. Anh thử kiểm tra tài khoản xem được chưa. Trước là nó thay cho em nhưng mà nó cái mẫu thì nó lại lấy vào cái này thôi. Có nào cái này được. Nó chẳng lấy. Còn một ở xe thì kia có một chìa. Có một cái chìa cơ. Một chìa nguyên bản của nó rồi. Vâng. Đây. Chìa này là hai chìa này chưa dùng thế nào. Vâng. Cái chìa này là độ thêm. Vâng, độ để khóa cửa. Vâng. Đăng ký đăng kiểm bảo hiểm. Giấy này có rồi. Em đi một cái xe ra bến xe rồi bây giờ vẫn bỏ xe ở đấy chứ quên lại cầm chìa khóa theo không biết gửi. Không ở bến xe Thái Nguyên thôi. À. Tí, đi luôn tí em chắc đi luôn đấy. À cái thẻ đi đường anh còn khóa chưa nhỉ hay vẫn để? Thẻ đi đường em chưa. Khóa làm sao anh nhỉ? Cái xe đấy à? Đúng rồi. Khóa dễ mà anh vào đấy nhưng mà tí để em đi qua cái cao tốc cái xong anh khóa. Không về đường cũ lâu lắm. Thử vào của em hay là hôm nay VTC nó lỗi. Đấy vào được. Con này cũng đơ này. Anh vào cái chỗ nào mà lấy quản lý xe, anh vào cái quản lý xe này. Mình có bao nhiêu xe nó hiện lên một loạt ở đấy luôn mà. Đấy con này vẫn đang hoạt động. Khi nào anh không thích là anh chỉ dừng anh tắt đi là được. À đấy. Ấn vào đây là được anh. Vâng. Vâng vâng. Để em qua cái cao tốc cái. Vâng. Ok nhé chị. Chắc em xin phép về luôn. Dạ, 11 rưỡi. À? Dạ, vâng. Về nhà chắc phải hơn 3 tiếng ấy. Dạ vâng, ok anh. Vâng. Ở đây gặp chị. Dạ, vâng. Em cảm ơn nhé. Vâng. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng, anh chìa khóa. Vâng. Thì các anh giúp em biết thủ tục tí cho. Vâng, về là em tiến hành em rút luôn. Dạ vâng. Về cả số cái là gửi biển xuống đây luôn. Đi mấy năm rồi. Vâng. Cũng lưu luyến cho anh nhỉ. Đây là quà tặng nó lúc nó đẻ ra. À vâng. Để ngày nào là mấy ngày đấy luôn. Vâng. Cùng sinh nhật. Vâng. Con gái. Anh còn đồ gì ở trong xe không? Kiểm lại không lại quên ấy. Về em lại phải gửi xuống. Vàng đang đắt lại có mấy chỉ ở đấy đi. quỹ đen. Đây, chủ ra cái dọn đồ rồi các bạn.
Con này mà bác nào về mà chạy gia đình rồi là đi dịch vụ vẫn nó quá ok luôn. Đi mãn luôn. Đi nó lành. Xe là mới đi mưa chưa rửa, bẩn vậy rửa lên. Em thích xem bẩn bẩn rửa sạch quá sợ. Sáng là em đi nó bẩn, nó tại vì nó đêm qua mưa. Vâng. Em xin phép nhé, em chào anh nhé, em cảm ơn nhé. Vâng. Bây giờ chị. Chào cả nhà nhé. Bye bye nhé. Đây cam lùi này các bác. Đi bài bản nhá. Vâng vâng, em chào anh nhá. Đây phải lùi máy đỏ các bạn. Nãy em đi xe ôm quên quay phim đi cái đoạn vào cái ngõ khác nó hơi bé. Nhưng mà vào ngõ nhà anh này thì rộng. Đây. Bây giờ lại di chuyển về các bạn. Đây nhà bác ấy đây. Nhà rất to luôn. Vừa đổi lên con Vios. Ok để em di chuyển ra ngoài đấy nhá. Chúc quý khách thượng lộ bình an này. Cổng làng ở giữa cái cầu luôn. Ok để em xem cái đường về đây. 4 năm rồi mà. À 5 năm rồi chứ. 5 năm rồi mà cái ni lông vẫn còn nguyên đấy các bác. Đi mua con này cũng khá là vất vả các bạn. Đấy. Em đi từ lúc 5 rưỡi 6 giờ sáng mà bây giờ đã là 12 giờ này. Chắc em phải tìm chỗ nào ăn cơm đã. Dọc đấy không thấy quán cơm nào. Đây là Vũ Thư. Đoạn Vũ Thư rồi. Con này mỗi xấu cái chỗ này đâu các bạn. Đấy cái nút chip này là trẻ con nghịch này. Đấy, cậy chỗ này ra tí. Còn lại thì ok. Lốp theo xe cả dàn. Đấy. Ok để em tìm cơm ăn các bạn nhé. Béo mà vẫn ăn nhiều nhỉ. Em vừa lên rẽ lên cái đoạn cao tốc Hà Nội Hải Phòng các bạn. Để thử test con này trên cao tốc nhé. Nãy cái đường cao tốc Thái Bình Hưng Yên ấy thì lại toàn cho đi 80 các bạn. Đấy, đây là lên Hà Nội Hải Phòng để chỗ nào thoáng xe em thử đi lên 100% cái con này xem nó rung lắc nhé. Đây, bây giờ đang tầm 90 đây. Tay thả bình thường. Đấy, không vấn đề gì. Morning là cái hơi ồn các bạn. Tiếng lốp. Còn trên cao tốc thì cứ tầm 100 thì đi nó quá nhẹ nhàng luôn. Đây các bạn. Lên 101 đây. Đấy, 102 vẫn bình thường nhé. Em về đến trạm Hải Đăng rồi các bạn. Đấy. Hiếm khi mua được cái con mà số sàn bản thiếu lại không taxi các bạn. Đây chìa khóa này. Hai chìa này độ. Hai chìa zin đây, một chìa em cắm xe, một chìa đây. Đấy. Độ để khóa cửa. Thật rất cứng luôn con này. Đi có hơn 4 vạn mà 4 vạn 6 mà các bác. Ok, em xin phép kết thúc cái video đi mua Morning 2019 ở Thái Bình tại đây. Bác nào mà kết cái con Morning này thì có thể liên hệ em cái số điện thoại em để dưới góc màn hình nha. Và bây giờ em di chuyển đi về đã. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.